Đây là anh em đang tiến tới một con đường dưới cầu. Này là anh em đang đi chơi với cầu. Đang đi cầu. Nè đi cầu chụp hình nè, đi cầu chụp hình chứ phải đi nhảy cầu nè. Chim cút. Mẹ đối cả màu xa lắm. Xin Cà Mau rồi. Đâu? Chôn qua lại bên phải, chôn qua lại bên phải. Nè. Chị qua cái cầu á, chị qua cái cầu đúng rồi. Anh như chú rể đó hơn quá, đó đó. Đổ người tới trước, người tới rồi luôn. Đổ tới trước. Được chưa? Và đây là cái thế gọi là chó đếm với tàu á, không phải là cái gọi là cái thế, cái thế này gọi là chim với cỏ. Để có một tấm hình đẹp, anh em ekip phải lăn le bò lấy đó. Bây giờ anh này đang lăn với bãi cỏ để có tác chiến một sản phẩm phải nói là tuyệt đỉnh công phu. Và cái thực ra lại tự nhiên hướng về là cái tình hình này là đâm ra là em xin kết luận là cái tình hình là vẫn như cái tình hình. Cái tình hình đó là tình hình nó như thế nào trong cái tình hình đó. Cái tình hình là giờ trừ là cô dâu vô cái tình hình đó, nhưng mà chú rể là ở trong cái hoàn cảnh này, đâm ra là trừ cái tình hình này với lại cái hoàn cảnh này là đâm ra lãng ra được cái biến cố này là dẫn tới là một cái tình hình đó là vẫn về là cái tình hình này, rồi cuối cùng là cái tình hình là về là cái tình hình. Rồi, tình hình. Chia sẻ clip này đến rộng rãi nha.